lạ ơi thế. Nốt của Trang Ly. Anh Bo không chào em à? Chẳng giống như ta hồi xưa, vui đùa và mùa. Chắc là người quen thật, là cái ông lạc bước nữa. Hello, chào anh Bo, làm bên anh Bo lên show, à xem show của em nha. Ai là My Love rồi? Hello, chào Đạt. Tin của ai nhắn em đã ngủ chưa? Còn giờ gì đằng sau cơn mưa khi người ta đã nói anh không cần. Nhưng mà đây là người lạ nào? Không cần. Chào anh Sunshine luôn. Úi dồi ôi, ai kia? À đây rồi. Nợ quà đây rồi. Tưởng ông Vin ông ấy nghỉ thóc cơ mà. Sao em cứ luôn phải đau buồn thế? Như bông hoa đang hoa. Khúc cuối bài gì cho ta? Nợ vô số quà ơi. Anh lên đây để trả nợ quà cho em nốt đấy hả? Chào Bin Su nhá. À người lạ ơi à? Ủa tưởng đánh được rồi. Kiểu không, cái nào mà khó quá thì bỏ qua. Không đánh được thì mình chuyển thế khác nó dễ hơn. Đâu cần thiết là cứ phải đánh ra thế đấy đâu. Bữa nay ngủ dậy sớm nhân tiện lượn tháp và lên trả quà nốt cho em đúng không hả anh Vin? Ông nói chuyện có ông cứ hát hay đi đã. Ông mà hát hay kiểu ông đấy là dở tạo chấp nhận hết như tôi này. Thôi bớt bát biết đàn sơ vậy. Thôi được rồi, cũng gọi là có biết chơi, có tài lẻ. Mỗi tội là đàn được mà hát sai tông kìa. Tôi học vé thôi mà. Ở đây có ai được học trường lớp gì đâu ta. Mọi người ai vừa phòng mọi người tách chat chào Linh đi nha mọi người nha. Ai chị ấn theo dõi cho Linh nha. Đừng quên lên hoa free vote 5 sao và lên quà cho Linh. Trời ơi, ngày kia thi rồi bây giờ ấn chỗ chán quá. Hai Ninh. Em còn thi đến tận 25 cô, đã xong đâu. Nói chung là tâm lý bị nản từ môn đầu rồi nên là em cũng bị xuống tinh thần lắm. Nên là em chả có ôn gì nữa. Nhưng mà anh người lạ ơi này là anh nào em không hình dung ra được ạ. Tình yêu vẫn mãi vẫn mãi luôn. Đâu phải dễ chăm lời. Tội như thế nè, ngày kia thi mà bây giờ vẫn chưa đậu một chữ luôn. Nhiều tâm lý sinh viên đã đạo ông thế á. Chết thì thôi. Có ôn trước thì cũng chẳng nhớ gì. Em chẳng thấy thoải mái gì cả. Tại vì môn đầu thi đã không tốt rồi á. Xong thì nó bị tâm lý thành cái môn sau á. Nói chung là sự nghiệp học hành của tôi rất là gian nan. Mình phải làm những cái việc mà mình không hề muốn làm. Mình phải học những cái môn mình không hề muốn học. Ông để em trước em để avatar Thảo Pu à? Chết rồi, mình còn chẳng biết Thảo Pu là ai. Em nản lắm rồi, em chỉ muốn bỏ thôi ấy. Nhưng mà nghĩ kiểu còn có 3 môn mà mình cũng không xong được thì chả biết đến bao giờ mới xong. Nhưng mà thực sự cái 3 cái môn cuối là cái 3 cái môn em rất là nản. À, người lạ ơi, bây giờ thành người quen thôi, chỉ cần tặng quà nhé, tặng nhiều vào nhé, ok. Mọi người đừng quên ấn theo dõi lên hoa free vote 5 sao cho điện thoại và lên quà cho Linh mọi người nha. Hãy làm như đúng những dòng chữ vàng chạy ở dưới đây này đấy. Cứ phải nói đi nói lại. Chị không cần quan tâm đâu ạ. À, em không thể giáng được á, tại vì thực sự là em không có hứng thú gì cả mà kiểu học tài thi phận ấy, mình ôn một kiểu xong vào thi mình lại toàn bị tâm lý hoặc là bị làm sao đó, mình lại bị xui. Nói chung là thi thì ngoài việc năng lực ra thì hên xui nó cũng đóng một phần rất là quan trọng á. Em học thì cũng chẳng đến nỗi nào đâu mà cứ thi cổ là em bị đen kinh khủng ấy. Ví dụ nha, mang phao thì sẽ không dở được nhá. Vô và gặp phải giáo viên coi thi khó tính này, ngồi cạnh những đứa mà nó chả hỏi được bài này đấy. Tại sao chúng nó có thể nhắc được bài nhau ấy, thì các thứ mà mình
Đúng rồi, đồ án thì kiểu mình làm trực tiếp ấy, mà đồ án thì hầu như là sẽ qua. Giống như kiểu bọn 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 em học marketing thế là hay phải làm luận văn ấy. Làm luận văn thì chắc chắn là 100% pass. Tại vì mình có sự chuẩn bị đầy đủ ấy, có Google, có sự trợ giúp của người thân, có thể hỏi được, có thể lấy nhiều nguồn tham khảo trên mạng. Đó, nên là mỗi lần làm luận văn thì rất là nhàn. Nhưng mà cứ mà thi vào toán thôi. Xong kiến thức thì rồi nó mênh mông, chả biết bao giờ học nó mới hết đây. Mà cái đầu nhỏ bé của em thì từ ngày cha sinh mẹ đẻ ra là kiểu là không thể nào mà dung nạp được số má toán học rồi. Đúng rồi đấy, người khác người ta kiểu may mắn lắm ấy, kiểu em có những đứa mà chả biết gì cả, nó đấy vì nó hỏi được bài, vì có người giúp, nhưng mà mình không, thì cũng vớ phải giáo viên rất là khó, vớ phải giáo viên khó thì ngồi cạnh những đứa mà chẳng thể nào hỏi được. Hoặc là mình học vào một phần này nhưng mà nó lại vào một phần kia, học tủ xong bị tủ đè kiểu á. Trời ơi mấy, tại sao học marketing lại phải học toán cao cấp, tại sao học marketing lại phải học kế toán, why? Em vẫn không hiểu thể hiểu được nền giáo dục Việt Nam tại sao cứ bắt người ta học một cách ôm đồm như vậy. Mệt mỏi hết sức, là trong khi đó chuyên ngành marketing và thực tập này và chuyên đề tốt nghiệp mình đã xong từ rất lâu rồi. Đó, nền giáo dục Việt Nam có những cái rất là khó hiểu, tại sao, nhưng mình vẫn phải chấp nhận thôi, vì mình là người Việt Nam mà. Mình có được đâu có được ra nước ngoài học, đâu ra nước ngoài học. Em thề luôn là toán cái kiến thức nó rất là nhẹ mà nó đi sâu vào cái thực tiễn thực hành và kỹ năng mềm cho sinh viên hơn ấy. Mà sinh viên thì quan trọng nhất là kỹ năng mềm chứ không phải là mấy cái kiểu lý thuyết sáo rỗng ấy. Thôi hát đi cho nó đỡ buồn bực. Có bài gì nhỉ, mọi người muốn nghe bài gì nào? Hôm nay đang dở chủ đề gì nhỉ, đang dở chủ đề nhạc nhạc xưa à? Đúng rồi, em thấy với giáo dục Việt Nam nó quá là nặng về lý thuyết, lúc nào cũng lý thuyết, mà nhất là học về cái Mác Lênin với chính trị đảng là kiểu thấy phản tác dụng rồi. Không sử dụng đâu anh ơi, sau này á, tính ra tính toán thì đã có máy tính rồi, em có học về kế toán đâu mà. Chẳng ai bắt người học marketing phải đi tính tính toán à? Cái đấy là có người của dây kế toán làm cho rồi. Biết yêu khi nào á? Biết yêu khi nào là bài gì? Hôm qua đang dòng nhạc trẻ 8x9x à? Không, chả có market kế toán gì hết, không là không. Thật đấy, chẳng có, chỉ có cộng trừ nhân chia là hết rồi chứ còn cái gì nữa. Ví dụ như người ta làm kế toán thì người ta còn làm thêm Excel, làm thêm PowerPoint, làm thêm Word, các thứ. Cái đấy thì nó lại liên quan đến phần tin học, chả liên quan rồi. Còn đây là toán cao cấp, phải giải ma trận, phải tính ánh xạ tuyến tính, kinh tế lượng thì phải tính, phải thuộc câu lệnh này, xong phải thuộc các dạng, cái gì, hệ số hồi quy, cái gì, ui nhiều lắm, không thể hiểu được. Chẳng quan trọng gì hết, thì mình chỉ muốn vứt cái môn này vào thùng rác thôi. Trời ơi, đại số tuyến tính mình vẫn đang phải học đây. Ngày kia thi đại số mình vẫn chưa học tí gì. Nói chung hát đi các bạn ơi, mình quá căng thẳng khi nhắc đến học hành, mình chỉ muốn bốc hỏa thôi. Bây giờ mình sẽ hát về gì nhỉ? Tiếp nối chủ đề ngày hôm nay. Bảo Thi 8x 9x à? Mọi người đừng quên phần tặng quà của Linh nhé mọi người nha. Ai có quà mọi người lên quà cho Linh nhá. Thu Thủy à? Thu Thủy. Thu Thủy. Trang giấy trắng. Thôi. Think of you à? Ok, hát Think of you nhá. Hát về cho máu lửa nè. Mệt mỏi quá, đừng nhắc đến việc học nữa. Thực sự chỉ muốn đâm đầu vào tường khi mà cứ nghĩ đến việc học. pH chua cho gắt, vị ngon thật sự thiên nhiên. Có khi nào rời xa tí nữa nhá. Đầu ở tường. Baby, làm sao quên em đã cho anh những phút giây em đêm thật đông đảo. Ngồi nói tào lao tùm lum mà cũng đã 4:11 rồi. Mất thời gian con đi. Dù sao đêm ông nhớ không.
một cuộc tình dạt dào. Người đã mãi ra xa, từng chiếc lá nhẹ rơi bước chân về tìm những kỷ niệm xưa. Thôi à, ôm trâu xong lại như tối hôm qua ấy. Rõ ràng là ôm trâu xong vẫn bị dành trâu ạ. Chả được trọn vẹn gì cả. Bực mình đấy, không biết được. Trâu đến 9:30 rồi vẫn còn có ai đồ vào đòi trâu. Sao để idol sinh thế này sau giờ này á? Biết sao được, chắc là mình không sinh mà các idol khác là mới bị rút vào giờ này á. Người đã mãi rời xa, từng chiếc lá nhẹ rơi bước chân về tìm những kỷ niệm xưa. Còn vương vấn nghe chua xót tim đau, giọt nước mắt nhẹ rơi. Em không biết được nhưng chắc là người ta đến rồi thì thôi, cứ show cho nó cố hay sao ấy. Chẳng biết được, nhiều người hỏi giống anh lắm rồi. Xưa anh nói trọn đời trọn kiếp yêu em tha thiết, sao giờ anh thay đổi? Tình âm yêu anh giận dỗi, trái tim em nát tan. Đấy là Room 77 mà không liên quan đến Khang nha. Tối qua em show Room 77, em thấy được show 8 giờ đến 9 giờ thì 9 giờ vẫn không thấy idol sau lên, thì có anh ở trong kỹ thuật viên kêu là ôm show luôn đi, ôm show luôn đi. Em ôm show đến 9:30 idol vào đòi show nữa phải trả. Chả hiểu tính lương ở gì đấy. Thì show của người ta thì mình chả phải nhường chứ còn gì nữa. Em cũng chả biết được, nếu mà tính lương thì là tính lương kiểu gì? Tính nửa lương à? Tính nửa lương cứng à? Chả biết, nói chung là phải em, nếu mà như thế thì thôi em bỏ luôn cho xong. Cứ đây lương à? À đây rồi, anh Winterfell rồi, em tưởng anh Winterfell ngủ quên. Vẫn biết đặt đồng hồ để dậy cho đúng giờ cơ à? Thế à? Em chỉ sợ là cuối tháng chả biết có tính vào không? Thì đâu ra 20 củ thì đã giàu. Mình đâu có phải là idol VIP, idol hot như các bạn đâu mà được 20 củ thì mình đã chả phải nghèo rách dưới như thế này, hiểu không? Không phải rêu, anh rêu có liên quan gì bên 7 ở đâu, anh rêu là bên 3344 mà. Bên này là anh Phúc. Củ khoai, củ sắn, đúng rồi. Rêu chả liên quan. Rồi ôi, nghèo lắm. Mọi người đừng quên ấn theo dõi cho Linh nếu mà mọi người chưa ấn nhá. Đừng quên lên Hoa Free Vote 5 sao trên điện thoại. Và quan trọng nhất là Linh quà cho Linh nha. Cái gì? Có khi nào giấy xa à? Không, em đang bảo 77 cơ mà. Sao mọi người cứ nghe lan man đi đâu ấy nhở? Cái vụ em bị đói show là bên 77 cơ mà. Lên Hoa được không á? Lên được cả quà thì tốt hơn. Bài này phải deep đúng không? Sao đoạn đầu nghe nó rùng rợn vậy ta?
lâu lắm ngoài này luôn. Bài này phải deep về tâm trạng, mà phải buồn dữ dội. Nhạc Bích Phương mà sầu não lắm. Thì luôn cái thời ngày xưa lúc mà em ôn đại học ấy là đang hot cái bài này, hot lắm luôn. Biết đâu bất ngờ đôi ta chợt rời xa nhau, anh còn đứng dưới mưa ngân nga câu ru tình và môi hôn rất ướt dư âm sâu trong mưa, cơn mưa kéo dài. Sẽ là dối lòng khi em chẳng ngại âu lo, lo em sẽ mất anh trong lúc yêu thương nhất. Vì tình yêu mong manh tay em quá yêu mình, người yêu ơi anh có biết. Em yêu anh hơn thế, nhiều hơn lời anh vẫn nói. Để bên anh em đánh đổi tất cả bình yên. Anh em hát lại những bà ngoại chả liên quan. Anh thấy như em khóc quá, em có đâu khóc. Khóc thì em phải mặt mũi đỏ lên rồi. Biết đâu bất ngờ đôi ta chợt rời xa nhau. Chả anh gà. Ai còn đứng dưới mưa ngân nga câu ru tình và môi hôn rất ướt dư âm sâu trong cơn mưa kéo dài. Sẽ là dối lòng khi em chẳng ngại âu lo, lo em sẽ mất anh trong lúc yêu thương nhất. Vì tình yêu mong manh tay em quá yêu mến, người yêu ơi anh có nhiều hơn lời anh vẫn nói. Để bên anh em đánh đổi tất cả bình yên. Đêm buông xuôi thấy cô đơn, còn riêng em cứ ngất ngơ. Có khi nào ta xa rời? Anh đưa em theo phân, cầm tay anh và đưa nó theo cái MV á. Nơi yêu thương không phôi phai được bên nhau mỗi sớm mai, biết không anh em yêu anh. Em qua biên giới suốt rồi mà anh. Ở đây em cam đoan là không ai sang biên giới nhiều bằng em đâu. Vì em ở sát Trung Quốc mà. Em sang Trung Quốc như cơm bữa à. Không biết ai mới là người phải dè chừng ai đây ta. Lần nào em về nhà em chả qua biên giới vài lần. Không, sai rồi, không phải móng cái. Why you live as Jean Red á? Không phải Lạng Sơn. Bài đấy em ngày xưa em cũng có biết, nhưng mà bây giờ em không hình dung ra mà hát nữa rồi. À, đấy là nhạc bài Why You Live and Stray Red à? Em không biết luôn á. Tại vì kiểu
MV này kiểu biết chạy theo MV ấy, lúc đấy đang tình huống là kiểu anh ấy biến mất xong còn cô ấy ở lại, nó cho cái nhạc đấy xong tự dưng hát thêm câu cuối ra hết. Không phải. Thôi đừng đoán mò nữa. Mọi người chỉ biết là em ở gần biên giới là được rồi. Mọi người muốn nghe bài gì nữa nào? Mọi người ơi, ai có quà thì mọi người lên quà cho Linh nha. Ai lên nốt cho Linh lên 412 đi kìa. Đừng quên ấn theo dõi Liên Hoa Free và vote 5 sao ở chuyện nếu mà online bằng điện thoại nhá. What makes you beautiful? Nửa đêm này hát bài sôi động thì có hợp không ta? Hát tầm 10 phút nữa thì chúng mình sẽ bắt đầu với tiết mục radio rạng sáng nhá. Hát bài là nhẹ nhàng thôi, What makes you beautiful lại hơi sôi động quá. Để Linh nghĩ xem nào, ngày xưa có bài gì nhờ? Em chưa cho anh biết tuổi à, anh đoán xem. Em trẻ mà. Có cái bài này ngày xưa của Bảo Thi em rất là thích này. Gì đấy, sao lại ra biết trần cần lắm thế này nhỉ? Nó toàn nhảy lên tay anh Tinh à? Dám lấy thông tin của mình à? Láo thế. Mình xem 2000 nhé các bạn. 94 chỉ là để lừa gạt mọi người thôi. Nhìn mặt này mà. Ok, chào bé Tuấn đáng yêu. Nãy nhìn thấy nãy rồi nhưng mà giờ giờ mới vào, giờ mới chào được. Sorry. Chào anh Siro nhá. Bài này nghe sẽ nhảy ao nè. Ai có qua lên quà cho Linh nhá. Cơn mưa qua từng dòng lễ phối phai. Em nơi đây ngồi ôm giấc mơ. Nơi bên hiên nhà anh ngây đi. Ôm cho riêng em một nỗi đau vào đêm em kiếm tìm. Biết chỉ có nước mắt khi
và em biết em đã sai. Ôi, ngày xưa em thích Bảo Thi lắm ấy, thích đến cái nỗi mà ra hàng băng đĩa mua hết đĩa nào kiểu mấy bài mới của Bảo Thi ấy, xong về ngồi nghe xong kiểu pause từng câu một rồi chép ra cuốn sổ ấy. Ngày mọi người ngày xưa có sổ chép lời bài hát không? Em kiểu sổ em rất là đẹp, xong em còn toàn chép lời của Bảo Thi, Thùy Chi các thứ, mà chung mấy bài hot được đấy ấy, là em chép hết là một cuốn sổ. Em nhớ là em có chép bài này này, em có chép bài Khóc Thêm Lần Nữa này, có chép bài là Sorry này. kiểu cứ bật đầu ấy, bật băng đút đĩa vào xong bật cái đầu đĩa, đến được một câu mình pause nó dừng lại, xong mình lại chép xong lại bật tiếp nó dừng rồi mình lại chép đấy, sự rất là kiên trì. Còn bây giờ thì thời đại công nghệ đã quá là hiện đại rồi, chỉ cần lên MP3 Trần Dinh là lúc nào cũng có lyric sẵn. Có mà, ngày xưa tuổi thơ của em là ngồi chép lời bài hát luôn á. Ừ, 24 tuổi thì làm sao. Để xem nào, ngày xưa còn bài gì của bà Thi nhỉ? Nghi ngờ á, nghi ngờ gì mình lại không nhớ mất rồi. Bài là kiểu thời mà bà Thi mới nổi ý. Em sai à? Có khi mở ra là em nhớ đấy. Bài này nghe sẽ em thấy MV rồi mà. Cô ấy ngồi hát trong một cái phòng toàn thú bông đúng không? Xong đầu tiên là nói mấy câu tiếng Trung, tiếng Lào gì đấy. Bảo Thi Vương Khang thì là PH chu cho rất vị ngon thật sự thiên nhiên. Em nhớ MV bài này mà, ngày xưa em xem bài này rất là nhiều luôn. Đấy, đang chiếu lại MV này. Dạ em còn đang không nhớ bài này hát thế nào, cứ mở rồi nghĩ đại thôi à. Chạy bài này hát thế nào nhỉ? Từ từ để em nghe lại bài này một lần đã. Chào công an hình sự. Tự anh nói bài đấy là em nhớ ra là ngày xưa em xem bài này rồi. Em còn nhớ nguyên xì cái MV cơ. Nhưng mà chờ chút phải nghe lại bản gốc. Thực sự đã quá lâu rồi ấy. Đôi mắt á. Đúng rồi, quên xử cách khác rồi. Cho em một lượt là nhớ lại em à. Có thể bài này nhiều người lại vì bài này không quá nổi ấy. Nani ka itai koto wa aru? Nhật à? Noni mo iwanai, itte kudasai. Noni mo iwanai, itte kudasai. Chả sao mấy cái MV tiếng Việt không cứ thích chèn tiếng Nhật và tiếng Hàn vào làm gì không biết. Có những lúc tự hỏi sao phải buồn, dù trong thâm tâm em biết mình đã sai. Giới thiệu MV mới của Đức Phúc thế, có phải nói vài câu tiếng Hàn lúc đầu chứ. Vì cố gắng giấu cảm xúc khi bên trời ơi. Nên hôm nay em ôm lấy niềm tiếc thương. Em biết phải làm sao. Người bước đi lựa chọn qua mình. MV này bảo thì rất là xinh mà. Sau đó đấy là rất là kiểu rất là thời trang luôn á. Chào Gia Lai Tiến nhá. Em không sao quên đi bao phút giây. Thật nhẹ nhàng người nắm tay em và anh nói rằng thật lòng anh đây không muốn say vì anh rất yêu em. Nhưng em đây ngu ngơ. Vào đường là được rồi. Muộn có 30 phút thôi mà. Lại nha mọi người nha.
Không hát được thì skip qua. Bài này Bảo Thi dễ thương, thời trang vãi thay bao nhiêu bộ quần áo. Bảo Thi em chỉ thuộc cái đoạn đầu lúc mà chị ấy mới nổi thôi, còn về sau với bài thì em cũng không để ý nữa ấy. Lúc đấy là em bắt đầu quay sang mê mấy anh Hàn Quốc rồi. Không nói hoài đến nhạc Việt nữa. Có những lúc tự hỏi sao phải buồn, dù trong thâm tâm em biết mình đã sai, mình mất ai rồi. Vì cố gắng giấu cảm xúc khi bên lòng anh đây không muốn ra đi vì ai rất yêu em, nhưng em đây ngu ngơ đâu hay biết rằng từ ngày nào đã khắc tên anh vào sâu đáy lòng, giờ này ngồi đây thật chết con tim vì em biết mất anh thật rồi. Đấy là kiểu cuồng dại đắm đuối say si mê DBSK Đông Bang Shinki. Em làm việc gì là việc gì nữa anh? Mọi người ai chưa ấn theo dõi em thì mọi người đừng quên ấn theo dõi bên trên nhá. Đây này. Mọi người nhớ lên quà vote 5 sao trên điện thoại và lên cổng hoa free cho em đó nhá. Đã đến lúc em nói câu xa từ, giờ đây tim em đau nhói giọt lệ sớm tuôn, mà em vẫn khóc cười. Ánh mắt ấy mãi mãi không xa rời, để anh ra đi em biết là mình đã sai. Em có dấu nỗi buồn, người bước đi lệ tràn khóe. Giờ này ngồi đây thật chết con tim vì em biết mất anh thật rồi. Mọi người đói hết rồi. Alo. Em không sao quên đi bao phút giây, thật nhiên những người nắm tay em và anh nói rằng thật lòng anh đây không muốn ra đi vì anh rất yêu em, nhưng em đây ngu ngơ đâu hay biết rằng từng ngày nào đã khắc tên anh vào sâu đáy lòng, giờ này ngồi đây thật trái con tim vì em. Bao luôn. Chào anh Nguyên đi. Ok, bây giờ là 4:36 rồi và chúng ta sẽ cùng tâm sự một chút nha. Mọi là gió. Hôm nay tâm sự
về chủ đề gì đấy nhở? Mọi người ai có gì muốn thâm kín mà không thể giải bày, hoặc là có vấn đề gì chăn trở mà rất là phiền muộn mọi người muốn nói ra không thì mọi người hãy nói đi. Xin chào tất cả các bạn đã đến với chương trình tâm sự sáng sớm. Mình là người dẫn chuyện và mình tên là Gấu Bông, và xin chào mừng các bạn đến với Radio Sáng Sớm tại Room 88 Talk TV lúc 4:37. Thật ra thì hôm nay chẳng biết nói gì cả, đang chờ mọi người khơi một cái chủ đề gì đó để mình có thể bắt được vào câu chuyện thôi. Biết yêu đơn phương họ, nhưng tại sao khi họ bảo không thích mình nhưng vẫn đau? Tất nhiên rồi, cái đấy là điều đương nhiên mà. Yêu đơn phương ấy thì là thà là thứ tình cảm. Wow, hai người kiểu thần giao cách cảm vậy ha. Khi mà yêu đơn phương ấy thì người ta sẽ chấp nhận đấy là tình cảm từ phía một chiều, dù người ta có biết hay là người ta không biết, hay là người ta biết nhưng mà giả vờ không biết như lời bài hát của Cai Đinh á, thì đấy cũng chỉ là tình cảm từ một phía thôi. Tình yêu trọn vẹn nhất là tình yêu phải đến từ hai phía và có đầy đủ tình cảm từ hai phía. Tình yêu thì có dăm bể loại: tình yêu đơn phương, tình yêu hai phía, tình thân nhưng mà lại tưởng là tình yêu. Vừa tháng 2 còn rất là lâu. Bốc nhau thì cái này em sẽ để dành vào một chủ đề radio khác nhé. Còn nay chúng ta sẽ nói về yêu đơn phương. Tất nhiên rồi, khi mà yêu đơn phương thì ai cũng biết là cái tình cảm đấy mình không thể nào mà ngăn lại được. Nó tự xuất phát từ trái tim, nó tự có lúc nào không hay và mình cũng không thể nào mà kiểm soát được nó. Dẫu cho là đối phương mình biết là người ta sẽ chẳng đoái hoài gì đến mình đâu, hoặc là đối phương người ta đã có người khác rồi, nhưng mà mình vẫn buồn, mình vẫn đau. Và đặc biệt là khi mà nghe người ta trực tiếp nói thẳng ra là người ta không thích mình thì cái nỗi đau này nó lại càng nhân lên gấp bội. Tại vì vấn đề yêu đơn phương đã là một sự thiệt thòi quá lớn rồi, chứ đừng nói là vấn đề là yêu có được đáp lại hay không. Có rất nhiều người, người ta sẵn sàng yêu, sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng bên cạnh người ấy mà không cần đáp lại. Nhưng mà thâm tâm trong một cái góc nào đó trong trái tim ấy, thì ai cũng muốn rằng là người kia sẽ biết được tình cảm của mình và họ sẽ chấp nhận điều đó, dẫu biết là cái đấy nó chỉ chiếm một cái tỷ lệ rất là nhỏ thôi. Dẫn chuyện hay comment từ từ nhá. Nào, quảng cáo gì nhở? Tùng là trôi đâu rồi? Tùng ơi, Tùng cái gì mà Tùng đang nhạc tự quảng cáo. Ok, chúng ta tiếp tục nhá. Biết sao được. Khi mà bắt đầu yêu đơn phương một ai đó thì mình sẽ phải chuẩn bị sẵn tâm lý để mình chuẩn bị cho những cái tình huống, như là ví dụ như là người ta sẽ từ chối tình cảm của mình này, người ta sẽ có người mới, và mình thoạt nhiên là mình sẽ có hai phương án để lựa chọn. Một là sẽ giữ trong lòng cho đến lúc không ai có thể biết được, mình chỉ mang bí mật đấy cho đến khi là mình tự hết tình cảm với người ta thôi. Hai là mình sẽ nói ra và kiểu hay có câu tự an ủi động viên là được ăn cả ngã thì về không á. Mình chọn phương án 1. Có rất nhiều người chọn phương án 1, và ngay cả bản thân em ngày xưa em cũng đã từng chọn phương án đấy. Nhưng mà rất là hay là mình sẽ buồn, mình sẽ đau, mình sẽ rất là nhung nhớ người ta, mình sẽ cảm thấy hơi đau một chút khi người ta đã có ai bên cạnh. Nhưng mà qua thời gian thì cái vết thương đấy nó cũng dần lành, và mình đã hiểu là sẽ đến một lúc nào đó mình sẽ phải mở lòng mình sẽ phải khép cái cánh cửa đấy lại vĩnh viễn, hoặc là mình sẽ cất cái cánh cửa đấy ở trong một cái chỗ nào đấy trong góc tim mình, và mình phải mở trái tim ra cho những cơ hội khác, mình phải bước vào những cánh cửa khác thì mình mới có cơ hội là mang hạnh phúc cho chính bản thân mình được. Tại vì ngoài mình ra thì không ai có khả năng khiến mình hạnh phúc hơn chính bản thân mình. Em nói thật đấy, kể cả sau này vấn đề người yêu thì nó cũng chỉ là vấn đề sớm muộn có thể là mình sẽ đến được với nhau trọn đời,
nhưng cũng có thể là sẽ đứt cánh giữa đường, mình sẽ chia tay vào một cái thời điểm nào đó mà mình không thể ngờ tới. Nên mỗi người chúng ta thì hãy chuẩn bị sẵn tâm lý là mình sẽ có những cái biến cố cuộc đời, mình không thể nào mà có thể theo ý mình được mãi được. Nên là mình hãy phải tự làm mình hạnh phúc, tự làm mình vui và tự chữa vết thương cho chính mình. Tại vì ngoài mình ra thì không ai có thể chữa cho mình được hết. Kể cả mình mà không muốn chữa ấy, thì thời gian nó có lâu đến mấy thì mình cũng vẫn cảm thấy đau khi nhắc đến thôi. Quan trọng là cái tâm lý của mình và cái suy nghĩ của mình nó có tích cực ở trong cái vấn đề đấy không. Sài Gòn Hà Nội à? 10 cái đi thế nào? Thích cô bé nào ở Hà Nội ta? Yêu xa cũng là một vấn đề đấy. Linh thì bản thân Linh có rất là nhiều kinh nghiệm trong việc yêu xa, tại vì mình đã từng trải qua rồi. Và khi trải qua rồi thì mình rút ra một bài học, đó là mình sẽ không bao giờ yêu xa nữa. Tại vì thực sự 10 đôi chắc là chỉ có một đôi để đưa về nhau thôi. Cái việc yêu xa ấy, ngoài tình yêu ra thì nó còn có rất là nhiều yếu tố khác. Nó đòi hỏi sức chịu đựng và tính kiên nhẫn gấp 10 lần so với tình yêu bình thường. Yêu Thảo Pi á? Trời ơi, Thảo Pi nghỉ thóc rồi thằng Khang ơi. Người ta muốn đến với nhau là một chuyện, nhưng mà có rất nhiều thứ bên ngoài tác động. Nên là người ta nếu mà muốn đến với nhau ấy, Người ta phải càng cố gắng gấp 10 lần người khác nữa. Chính xác, chẳng có cái thử thách nào lớn bằng thử thách là mình không được ở bên cạnh người mình yêu cả. Khi mình buồn, ai sẽ ở bên cạnh mình đây? Khi mình khóc, ai sẽ ở bên lau nước mắt cho mình đây? Khi mình vui, ai sẽ ở bên để mình có thể ôm một cái và chia sẻ đây? Khi mình cô đơn, ai sẽ chạy đến thật nhanh và ôm mình? Nhưng mà yêu xa thì hoàn toàn là chỉ là trên vấn đề danh nghĩa thôi. Chỉ có thể nhìn nhau qua FaceTime, qua màn hình điện thoại, máy tính, nhưng mà hoàn toàn là không thể có cái sự thật, cái cảm giác thật ở bên ngoài được. Yêu Linh quá trời mình đâu biết à? Bốc phét thế nhở? Anh còn yêu bao nhiêu idol khác á? Em nghe nói hôm nay là có người mách em là lạc bước cắm cọc có ghế ở trong room 69 á, và lúc đấy là đang show em. Đúng rồi, yêu xa là những cái lúc mà người ta dễ mềm lòng, dễ sa ngã vào những cái tình cảm thứ ba lắm. Cái đấy là không thể trách được. Mình cũng có trách thì mình cũng có trách, nhưng mà nó là một trong những cái điều kiện để khiến người ta như vậy. Nên em mới bảo rồi, yêu xa là tâm phải thật vững và sự kiên nhẫn phải gấp 10 lần những tình yêu bình thường. Cho nên là em sẽ không bao giờ chọn một tình yêu mà có cũng như không. Đối với em, đấy là một tình yêu có cũng như không. Và nó chỉ tồn tại mang tính chất là duy trì thôi, chứ nó không có ý nghĩa gì trong cái tính chất là vun đắp và xây dựng cả. Nên là em rất là phục ai mà có thể yêu xa rồi lại quay trở về. Chứ sau này em chọn ai thì em cũng chỉ chọn yêu gần thôi. Em muốn có người bên cạnh, muốn có người để chia sẻ, muốn có người để ôm lấy lúc mà em buồn, em cô đơn, hay là em không có ai bên cạnh nữa. Hoặc là lúc vui mình cũng chỉ cần muốn gặp người ta và ôm một cái, thế là mọi sự nó đều tiêu tan. Kể cả khi cãi nhau cũng thế, việc đơn giản nhất là nhìn thấy mặt nhau, giảng hòa, ôm nhau. Nhưng mà ở xa thì biết làm thế nào được, chỉ biết tranh cãi qua điện thoại này, tranh cãi qua màn hình máy tính, màn hình điện thoại. Và lúc tức quá muốn đập luôn vào điện thoại luôn á. Em tin chắc rằng là ai yêu xa cũng đã từng có cảm giác đấy. Trời ơi, nó tức đến cái mức mà nói chuyện điện thoại xong mình kia dập máy, xong gọi hoài người ta không nghe, mình không có cách nào để gặp người ta được, mình chỉ muốn đập vào máy thôi. Đấy là một trong những cái cảm giác ức chế nhất, là mình có người yêu nhưng mà mình muốn người ta phải trước mặt mình cơ. Mình có làm thế nào cũng người ta vẫn ở cách xa mình rất là nhiều cây số. Cho nên là đấy là một trong những cái thử thách lớn nhất của tình yêu. Kỷ niệm yêu xa của em cách đây 2 năm rồi. Lúc đấy người yêu của em ở bên Canada. Bên đấy em cũng kể với mọi người trong một số tâm sự đấy. Bên đấy thì là ban ngày sẽ ban đêm và ngược lại. Thời gian FaceTime của nhau lúc nào cũng rất là bị hạn chế, phải sắp xếp, phải cố gắng, người này phải thức đêm và người kia thì phải dành ra một khoảng thời gian để cố gắng FaceTime.
Tại vì ví dụ như người này thức đêm được thì người kia sẽ đi học đi làm. Trái múi giờ là một trong những cái rất là mệt, thực sự. Ok, thế thì tâm sự của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Mỗi ngày chúng ta chỉ dành ra một ít phút để có thể bàn luận một chủ đề nào đó mà khiến cho mọi người có thể hứng khởi, để em có thể giải bày nỗi lòng. Và em tin chắc rằng là nỗi lòng của em cũng chính là nỗi lòng của rất là nhiều mọi người. Và sau đây để hát về mối tình đơn phương thì em sẽ hát một ca khúc nhưng mà cũng không phải tình đơn phương. Bài này em hát nhiều lắm rồi. Bài này nó còn đau hơn là tình đơn phương nữa cơ. TH Chu Miu hôm nay sao dạo này còn khá nhiều thế nhỉ? Bực mình ghê. Em thì ai mà yêu đơn phương ấy mà nghe bài này cảm thấy là cảm giác nỗi buồn nó còn nhân gấp 10 luôn á. Mưa trên cuộc tình á? Ok, sau bài này thì hát Mưa trên cuộc tình nhá. Một phút anh ơi. Mọi người ấn theo dõi Liên Hoa Free Vote 5 sao trên điện thoại và lên quà cho em nhá. Lên quà đi nào. Thì có hai trường hợp, một là rất là ngượng ngùng tình cảm đấy, thứ hai là sẽ mất luôn cả tình bạn. Cho nên là mọi người đừng dại gì mà làm người yêu với bạn thân nhá. Bạn thân là bạn thân và người yêu là người yêu nhá. Khi nhớ em anh sẽ và ước rằng thực tế sẽ như vậy. Ở nơi đó thời gian như ngừng trôi. Đúng rồi. Phải chắc ăn là người ta cũng thích mình thì hãng nói nha. Một phố đứng trước mặt em, một phố đưa ra lời chưa nói, một phố mạnh mẽ từ anh,
này người bạn thân của anh mà có người yêu thì anh ấy làm nào đúng không? Thế nhưng bây giờ đây chẳng thể đến được với nhau, anh đã sai thật rồi, anh sai thật rồi. Vì cứ mãi giữ lấy yêu anh trong trái tim, một phố đứng trước mặt em, một phố nói ra lời chưa nói, một phố mạnh mẽ từ anh, ta vẫn sẽ chung lối đi. Anh chẳng thể nào quay lại để bây giờ chẳng nói ra. Giá như em hiểu rằng, giá như em một lần nhìn được từ ánh mắt anh. Anh trai mưa, em gái mưa ra đời từ những mối tình sister và brother zone đấy. Người anh qua mọi người lên quà cho Linh nhá. À, đêm ngày mai Linh tiếp tục có show lúc 2 giờ room 88 mọi người nhá. Ban ngày ngày mai thì Linh cũng có mất rồi. Room 88 2 giờ ngày mai nhá mọi người. Windy Andy. À đấy này, nay ông nào nhắc đến bài im lặng của LK thì tôi sẽ hát luôn bài đấy. À, ai cho ngủ mà ngủ. Anh nhắc à? Thế giờ em hát cho anh nghe này. Một bài rap cho tình ngủ nào. Tình ngủ rồi tí chúng mình đi ngủ tiếp. Thật là ngược đời quá đi. Đang cần du ngủ mình lại hát cho tình ngủ. Khóc được ngủ. Giờ còn muốn nói gì không em? Hay không thể giờ nên hiểu sau đây em? Khi mình còn gần kề, ai sẽ nói trước? Ai sẽ im lặng? Ai sẽ nhường bước? Hay chúng ta phải hiểu rằng mọi thứ đã vượt quá xa bên ngoài tầm kiểm soát. Anh và em có lẽ nên dứt khoát. Mình không nên làm tổn thương thêm nhau đâu. Không nên một lần nữa trở vào những nỗi đau. Hãy cứ để màn đêm trôi qua nhanh như vậy, để cho bóng tối đi ngang qua nơi này. Dù chỉ còn nghe thấy nhau qua từng nhịp thở, dù chỉ còn hiểu nhau ngang qua từng nỗi nhớ, trở vào nhau tận sâu tan vào trong hư vô. Dù để biết rằng dẫu có cố gắng hẳn gặp những gì và sau có đi lại qua những lỗi lầm đó thì đã kết với chị giang dở. Buông tay nơi nào chùn bước chân, nơi nào hơi hướng kia sẽ vĩnh viễn không rời xa, nơi nào cho hết ta mỗi lúc thấy nhớ đến nhau, nơi góc phố ánh sáng chiều nhạt màu ngày cuối đông, từng cơn gió lạnh tìm quên xa mặt cách lòng chợt nhịp, khoảng cách từ trái tim đến trái tim không thể nào đuổi kịp. Anh và em như hai đường thẳng song song, không một tia hy vọng, chút cảm xúc lắng động, những suy nghĩ viển vông đội thần giữa đêm đông. Khói nào du nhẹ nơi cõi lòng, chỉ còn anh nghĩ về em với những hình ảnh đẹp nhất dựa cho riêng mình, những thứ được và mất. Im lặng khi thời gian trôi hững hờ, im lặng khi mình bên những vần thơ, im lặng bên một bài hát giang dở để một ngày tình cờ giữa dòng đời tấp nập thấy nhau nơi góc phố. Ta có bước lại gần, bỏ qua mọi khoảng cách, mỉm cười hướng về nhau, không một lời oán trách. Liệu còn như lúc đầu hay vô tình bước qua nhau và không thể nói một câu, giọt nước mắt kia che giấu để rồi khi bất chợt gọi lại mọi thời gian biến. Buông tay nơi nào chùn bước chân, nơi nào hơi hấp kia sẽ vĩnh viễn không rời xa, nơi nào cho hết ta mỗi lúc thấy nhớ đến nhau, nơi góc phố ánh sáng chiều nhạt màu từng cuối đời, từng cơn gió lạnh tìm quên. Chân khi anh bước ra căn phòng kia. Không phải mà kiểu đảm nhận với bạn cả hai vai trò nó bị khó thở ấy. Chẳng thể cảm nhận được một điều gì thiếu trong em, một cảm giác cuối cùng khi em nhẹ đưa bàn tay đón lấy sương rơi về quanh em đêm nay. Chẳng còn hơi lấy hơi không kịp đúng rồi mà, tại vì đây là phần của hai người á. Nơi nào thì buông tay, nơi nào chùn bước chân, nơi nào hơi hướng kia sẽ vĩnh viễn không rời xa, nơi nào không hết ta mỗi lần
chiều nhạt màu ngày cuối đông, từng cơn gió lạnh nơi nào thì buông tay, nơi nào chuồn bước chân, nơi nào hơi ấm kia sẽ vĩnh viễn không thật xa, nơi nào cho hai ta mỗi lúc thấy nhớ đến nhau, nơi góc phố ánh sáng chiều nhạt màu ngày cuối đông, từng cơn gió lạnh quên một giấc mơ. Đâu để người cha chữ trắng mà. Anh sẽ tốt mà, Linh không biết hát mọi người nhá. Thế đây hôm nay chẳng có ai động viên tinh thần gì cả, nên là hôm nay hát chán đấy. Ôi dồi ôi, cuộc sống thanh nhã quá nhờ. Còn 19 giờ ra cà phê nghe ca sĩ hát, 10 giờ về ngủ, ngày nào cũng thế. Có mà là hình tiên đúng không? Người ta đang gục đầu đi làm hết ngày này để ngày kia, đi này đi nọ. Ông này có thời gian thư thái cà phê là may mắn hơn khối người rồi đấy. Tự nhiên buồn được không idol á? Bài tự nhiên buồn là bài gì Linh không có biết. Còn 3 phút nữa đây này, 3 phút nữa hát bài gì nhỉ? Trời ơi, ông thừa tiền quá ha, ông thừa thời gian quá ha. Nói chung là tôi là ca sĩ nên tôi quá ngán ngẩm cái việc đi nghe nhạc rồi. Nghe suốt ngày, phải suốt ngày nghe mình hát rồi, bây giờ đi nghe hát nữa chắc mình phát điên mất. 3 phút để nói chuyện à? Còn 2 phút để nói chuyện nhá. Thế thì mở bài mình mở người lại, người lạ ơi remix để nghe tiếp nào. Vẫn còn đang thích bài đấy. Sao dạo này hôm nay quảng cáo nhiều ấy nhỉ? Hai phút. Mình muốn nghe cái drop sau cơ, thế sợ phải tua để nghe drop sau vậy. Ừ, mình ở Việt Nam bạn ơi. Nhạc nhẹ nhàng để ngày mai nhá. Những thứ còn lại chẳng quan trọng, một người không bao giờ nhắc về quá khứ, không để tâm tới những ngày tôi ngay dài mở lòng bao dung mình tất cả thương cảm, dù biết chẳng thể cùng đi tới ngày mai. Cứ nhẹ nhàng bình yên như mây trôi, cảm xúc đâu cần phải ngay lối. Lắng nghe thực hiện có lòng tôi, một người tôi cần lúc này chỉ vậy thôi. Bạn idol cho mình nghe nốt cái drop này nhá. Mình chỉ cần cái drop này thôi là mình tắt luôn nè. Hẹn mọi người vào ngày mai 2 giờ room 88 nhé mọi người nhá. 2 giờ sáng room 88 ngày mai nhớ chưa? Nào nghe nốt drop này nào, cho tỉnh ngủ. Ok, Linh hết giờ rồi, Linh sẽ xuống show đây. Bye bye mọi người, hẹn mọi người vào 2 giờ ngày mai room 88 nha. Bye bye mọi người, chúc mọi người ngủ ngon. Ai còn thức được thì ở lại chơi với idol nha.